chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây các bạn ơi. Ok. Rồi, ok. Thì nói chung là bữa giờ lâu lắm rồi không có làm một clip cho các bạn ơi. Một tuần đối với tôi là quá lâu rồi. Thì tôi mới nghĩ ra một cái ý tưởng cho rất là hay luôn. Đó là tôi sẽ thử nhai giữa con trâu. Đó là nhai, biết anh em biết nhai gì không? Là tôi sẽ giả bộ đạn trí các bạn ơi. Thì các bạn đã biết là tôi đang ở căn hộ đúng không? Mà tôi ở tầng cao nhất là tầng 24 luôn. Thì mỗi lần lên xuống cái căn hộ của tôi á là phải cần có cái thẻ thang máy. Rồi đây là cái thẻ thang máy các bạn ơi. Đó, thì phải có cái thẻ này thì các bạn mới lên được cái tầng nào. Ví dụ như là bạn ở tầng 11 thì phải có cái thẻ tầng 11 thì mới lên được tầng 11 nha. Còn tôi tầng 24 phải có cái thẻ tầng 24 mới lên được tầng 24. Đấy, thì nói chung là như vậy. Thì là bây giờ tôi sẽ thử cứ lên xuống các bạn. Tôi sẽ thử phản ứng của Châu á là tôi quên thẻ, tôi điện nó xuống. Các bạn biết rồi, khi mà đi một khoảng thời gian rất là lâu để xuống thì đón một người đó mà vì một cái lý do không chính đáng thì sẽ rất là cọc đúng không? Tôi bị hoài luôn á. Nên là bây giờ tôi sẽ thử, nhưng mà không phải là một lần nha các bạn, tôi sẽ thử 3, 4 lần, 5, 6 lần gì đó để coi thử ơi, phản ứng của Châu sẽ như thế nào khi mà bị biết tôi chọn. Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ sẽ nói Châu đi lấy đồ ăn nha. Châu ơi! Châu! Anh đi lấy đồ ăn đi nha. Đi lấy đồ ăn đi nha. Ok. Mở cửa ra các bạn ơi, bắt hồ. Mình nói chơi thôi mà mở cửa ra, xem tí nữa thấy mới quay à. Ok, bây giờ là tôi sẽ đi xuống dưới. À đúng rồi, xuống dưới. Đấy, thì nói chung là tôi đã nói anh Châu tiếng rồi. Giờ tôi sẽ xuống dưới. Giờ tôi sẽ xuống dưới nha. Rồi, ok. Đấy, bây giờ tôi đang ngồi dưới sảnh. Đấy, quá là ok. Thì bây giờ sẽ gọi Châu. Bắt đầu gọi được rồi bạn ơi. Kêu là quên thẻ. Alo. Châu ơi, ê Châu ơi. À, xuống sẵn đón anh cái, anh quên đem thẻ mất rồi. Trời ơi, chị cũng quên nữa, chị cũng nhanh đi nha, đó đi, nãy quên lưng luôn này, nhanh đó đi. À, tầng 1, nhanh nha. Rồi, ok các bạn ơi. Lần 1 thì nói chung là mình chưa vô đâu hết. Cá thẻ nhưng mà mình cố tình chơi vậy thôi. Lâu luôn các bạn ơi, nãy giờ gần 10 phút mà con này nó chưa xuống nữa. Thiệt luôn. 10 phút mà chưa xuống nữa. Trời ơi, số nó chưa nhảy xuống tới tầng 1 rồi. Ok, thôi, đợi tiếp các bạn ơi. Làm gì lâu dữ vậy? Tôi đặt máy chưa? Ờ đi, nhanh lên, nhắm cho biết. Mốt đèn nhớ đèn theo á, chứ lần nào cũng xuống. Cái giấy này quên đi vô đóng cửa nữa. Mệt thiệt á. Mệt gì? Vậy thôi, mốt anh lấy, hôm kia xuống lấy thì rồi đi, lần nào lấy cũng hai đứa xuống lấy hết á. Ông nói ông chưa tới cái bộ. Giờ quên thẻ thì đâu quá, ông hối rồi, ông chưa tới luôn. Đi đâu hả? Đang ngồi chờ đợi cho anh chiếu đi. Rồi khi nào nó mới tới? Chứ nó tới liền hả? Thôi nói chơi mà, ngủ chết vậy á. Mua sáng giờ chưa đẻ gì trời. Ok các bạn ơi, nói chung là lần 1 đã dụng cho xuống dưới thành công rồi nha. Nói chung là cái mặt của nó cũng hơi cọc cọc rồi ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nhai đến lần 2 các bạn ơi. Thì bây giờ tôi đang đi xuống dưới sảnh lần 2 các bạn ơi. Nói chung lần này điện không biết nó xuống nữa. Thấy cọc cọc, không sao, chơi luôn, sợ gì. Dân chơi mà cho mà sợ, để cho không có sợ nha các bạn ơi. Ôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quá. Bây giờ là sẽ đợi thang máy xong rồi đi xuống tầng 1 tiếp tục. Rồi, ok các bạn ơi. Bây giờ là sẽ tiếp tục gọi Châu nha. Châu bị quên nữa. Gọi Châu các bạn ơi. Alo. Gì nữa? Nãy kia mới xuống ấy hả? Mệt thiệt luôn á, đang buồn ngủ rồi cảm gì đó.
vậy? Nói tiền tụi quên biết luôn á. Thôi mày nói gì đó đi, thằng vô văn hóa. Làm gì mày cặp dữ bạn? Mày cặp dữ bạn? Đi cũng không đem khẩu trang, không đem thẻ nữa. Quên. Dạ để thẻ đây rồi. Đi nhớ. Chị thì em đó mà, em đó đi lái được. Đi nhớ dùm cái đi. Mệt thiệt luôn á. Ai, thằng này giờ em tức dữ không? Nó phun xuống 2 lần rồi á. Nhưng nó muốn cho anh cái gì á? Tới thì nói chuyện chưa tới, gọi là cái gì? Ừ, xin kỳ ta. Chẳng đi đây cháu. Thôi ra ngoài đi giúp con, đợi lấy con rồi anh ngồi đi. Anh... Thôi mà, cái tự cũng lấy ngày nãy giờ đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, không có rồi nha. Ok các bạn ơi, nói chung sao tôi nhây quá ta. 2 lần rồi á, 2 lần rồi. Nói chung lần 2 xuống có vẻ cặp hơn rồi nữa. Cầm nắm đóm nữa, mặt lầm lầm lừ lừ vô nãy giờ nói. Thôi ok cả. Nói chung anh em làm cái người này cũng biết rồi. Anh em làm cái người này cũng biết rồi. Vãi cả lồn. Phải chịu những cái đắng cay ngọt bùi này thôi anh em ơi. Đúng là điều gì em muốn, lúc nào cũng muốn bạo không à. Ok, thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục lần 3. Và tôi lại quên thẻ. Hello, 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 em xuống đi, em xuống đi, em xuống đi. Ê, nhớ đi thẻ nha. Nữa, cũng mệt thiệt luôn á. Dặn cái thẻ để trên bàn đỏ này cũng đem đi nữa. Lát đổi thì không xuống nào, lát đổi thì không xuống nào, lát đổi thì không xuống nào. Đèo tiền. Sẽ là lần thứ 4 nha các bạn ơi. Dày quá trời luôn, sợ chữ. Nó đùa hả, tắt nguồn hả trời. Hello. Chào ơi. Anh quên thế nữa rồi. Number. Nữa sao mệt thiệt luôn á. Yêu cái thẻ để trên bàn cũng chịu lấy nữa. Thôi giúp giúp lần nữa, lần cuối. Như hứa không quên đâu tự nhiên. Lên luôn. Xuống nhà ấy nha. Ok các bạn ơi. Ok. Bây giờ đợi kết quả nha. Nó xuống lần nữa thôi. Thôi làm gì là muốn tôi luôn không? Lần này lâu dữ ta. Nãy giờ 10 phút mà nó chưa xuống nữa. Để gọi lại lần nữa thứ các bạn ơi. Sao lần này lâu dữ trời. Hay là nó cho tôi định cho tôi đi bộ lên thiệt trời. Hello. Gì vậy? Ngày nay xuống nè, đợi xíu. Thang máy bị kẹt sao á? Xuống chưa? Gì vậy?
xuống chưa 10 phút rồi á. Đúng rồi, 10 phút rồi á. Thiệt, xuống rồi, xuống không? One hour later. Mẹ sao cậy ta? Căng nửa tiếng rồi. Xuống chưa? 220 phút rồi á. Vãi cả lồn. Trời trời các bạn ơi, có ai mà đi tròn chúng tôi không? Tính ra là không được rồi các bạn ơi. Hình như là bị tròn lại rồi sao? Không, nó không chịu xuống luôn, hai mấy phút rồi. Mà gọi lần nào nó cũng kêu đang xuống tới tầng mấy mười mấy hết. Mà nãy giờ không thể nào từ đó xuống cho đi mà hơn 20 phút được. Thôi, bây giờ tôi phải lên nhà tôi coi thử tình hình sao vậy. Có kỹ nha các bạn ơi. Mở cửa ra cho nó xông vào phòng năm. Ủa? Ủa? Ủa sao? Sao mà kêu người đó là người làm? Thì em nói thì sao lên được hay vậy? Làm ngồi chờ nãy giờ để chờ máy xuống luôn á. What? Cái gì? Cho bạn xuống bóng vào. Có mà đi ra mà đi vô thấy ấy vậy? Cái gì kia vậy? Ê, đó, 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 rồi, ok các bạn ơi. Nói chung là cái màn tròn của tôi, trời ơi. Sao? Ngồi dưới đây chờ vui không? Cái em trên đây em làm hết việc luôn mà anh chưa xong á. Bị phát đăng các bạn ơi. Nói chung là tôi tròn đó, rất là tôi nhai tới chục lần luôn. Nhưng mà ai ngờ đâu tới lần thứ tư là bị Châu phát hiện rồi. Con này sao đây đăng dữ ta? Mệt quá. Rồi ok. Mệt đã buồn ngủ rồi. Kêu lên xuống vậy. Chào các bạn đã xem video clip này. Thấy video clip này hay rồi tôi vậy ăn nút like cái kênh hộ đừng quên chia sẻ tôi một cái nha. Ok.